Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Kỹ năng sống. Thưa quý vị, vào dịp đầu năm, mặc dù các bậc phụ huynh, cha mẹ luôn nâng cao cảnh giác với loại tội phạm bắt cóc trẻ em, nhưng bọn chúng không chỉ dừng lại ở các hình thức lừa đảo đơn giản như đóng giả làm người quen, vờ nhờ trẻ giúp đỡ, thay vào đó là những loại thủ đoạn ngày càng tinh vi và phức tạp hơn. Trên đây là những lưu ý mà bậc phụ huynh nhất định phải biết và dạy con trẻ để bảo vệ con trước những loại tội phạm nguy hiểm này. Diễn viên của chúng tôi đã tiếp cận các bé. Hai anh em cậu bé này rất cảnh giác khi có người lạ tiếp cận. Ngay lập tức rút điện thoại gọi điện cho mẹ. Con cho chú hỏi, nãy giờ con thấy cô bé mặc áo màu đen, đi chiếc giày màu đen đi qua đây không? Không ạ. Áo mà có sao ấy, con có thấy không? Không thấy ạ. Tao cũng để ý từ sáng rồi, không thấy có đứa nào mặc áo màu đen nữa cả. Cậu anh trai rất chăm chú lắng nghe, dường như đã phát hiện ra điều gì bất thường và càng dè chừng hơn với người đàn ông ngồi bên cạnh. Thôi, thế chú đi nhá. Người lạ mặt vừa rời đi, hai anh em lập tức có thái độ dò xét và dường như khá lo lắng. Trong khi đó, hai cô bé đáng yêu này thì vô cùng dễ dàng để người lạ tiếp cận làm quen và chỉ mải mê chơi đùa với chú cún. Không phải à? Con ơi, nếu trường thậm chí rất sẵn sàng giúp đỡ người đàn ông lạ mặt. Áo màu đen ấy, tí con bảo chú nhé. Bạn đấy, thế bảo chú nhé. Nhá, chú đi đây. Để xem khi cô bé có nhận diện như người đàn ông mô tả xuất hiện thì phản ứng tiếp theo của các bé là gì? Nhá, ngồi đây chơi nhá. Chú vừa ngồi đây xong chú lại đi ra kia rồi chú. Cái chú đội mũ lưỡi chai nên đi giày nai màu đỏ đen nhỉ. Cậu bé lập tức cảnh báo cho hai mẹ con cô bé biết về người đàn ông lạ mặt có hành động đáng nghi. Ngồi đây nhá, cho cô gửi bạn ở đây nhá. Ngồi đây nhá. Kìa tím rồi. Mẹ vừa đi khuất, ngay lập tức cậu bạn lại tiếp tục cảnh báo cho cô bạn. Mới đối bắt cóc á. Tại sao? Cho mình đi vào xuống đi rủ số đấy. Người lạ lạ giống như thế có ý đồ. Liệu khi kẻ lạ mặt lại xuất hiện, cậu bé có dũng cảm như lời nói không đây? Mẹ con bảo chú ra đón con. Mẹ cậu bảo là ai gọi thì không được đi theo. Nhưng mà mẹ con ấy về trước. Hả? Chú ơi, vừa lấy mẹ bạn. Vừa lấy sao con? Ra kia lấy đồ. Lấy đồ nhưng mà có việc đột xuất. Người anh liên tục có những hành động cảnh báo ngầm và ngăn cản người bạn mới đi theo người lạ. Không, cũng không thấy mẹ bạn ấy bảo là đột xuất đột xiếc gì chú ạ. Đi đứng dậy đi con. Chú đưa về. Với lý lẽ thuyết phục và hành động ngăn cản của cậu bạn, cô bé đã ở lại và không đi theo kẻ lạ mặt thoát khỏi âm mưu của kẻ bắt cóc. Lúc đó con không hề sợ. Thế nhỡ chú bắt cả con cả em con đi thì sao? Bắt cả con cả em con đi thì con hô hoán âm lên là có bắt cóc, có bắt cóc. Vâng. Trong khi đó, hai cô bé này thì sao đây? Cô gửi bạn nhá. Nhiều ai đắm nhỉ? Có người em tìm chị á. Vâng, người ấy mặc áo đen đeo cái màu hồng. Chị người đang định làm gì? Dường như cô chị đang ngóng chờ điều gì đó. Đúng rồi. Thì ra cô bé ngây thơ chờ người đàn ông lạ mặt xuất hiện để thông báo về người bạn mới đã có mặt. Mẹ con có việc bận, nhờ chú tới đón con. Nhanh, đi với chú. Dường như hai cô bạn không hề để tâm và quên luôn chuyện người bạn mới có thể bị người đàn ông lạ mặt dẫn đi. Hai đứa đi chơi cùng với chú không? Trước lời dụ dỗ của người lạ, hai cô bé không đi theo, nhưng lại không hề để tâm tới người bạn của mình, ngay cả khi người bạn đang bị lôi đi. Nhanh! Giờ thì hai cô bé chỉ lặng lẽ quan sát khi thấy người bạn của mình đã bị đưa đi. Lúc đấy con sợ, con thấy người ấy như là một con ma. Mẹ của chị ấy không cho đi theo người lạ, nhưng chị ấy vẫn đi.
Với tình huống bắt cóc giả định vừa rồi, có bé cảnh báo bạn, có bé thì thờ ơ và bất lực nhìn người bạn bị dẫn đi. Thế nhưng cả ekip đã vô cùng bất ngờ trước phản ứng của hai anh em cô bé này. Anh đi nhanh này. Ê, thấy chú dạ. Không chưa? Thấy chú là ai? Chú có bạn là mẹ con. Mẹ con có việc đấy. Dân nhờ chú. Nhà... Nhà thôi. Khi có người lạ mặt xuất hiện, lập tức thái độ của cô em đã có sự cảnh giác và lý luận rõ ràng. Chú vào đứng dậy. Không, cháu không nghe một người lạ đâu. Đứng dậy. Không, không. Cháu bảo không rồi. No. Diễn viên của chúng tôi tiếp tục hành động kiên quyết hơn. Nhanh lên. Cháu mà cháu không đi rồi. Đứng lại nhanh lên. No. Nhanh. Đứng lại là liệt. Nhanh. Đứng lại là liệt. Đi mà. Cháu mà cháu chuẩn đi đi. Không chần chừ, cô em lao đến ôm chặt lại. Còn cậu anh đã có những hành động tấn công vào người lạ mặt. Với sự kiên quyết kháng cự của hai anh em để bảo vệ người bạn mới đã khiến kẻ bắt cóc đành phải bỏ đi. Mặc dù đang rất sợ hãi nhưng cũng không quên động viên và trấn an tinh thần của bạn mới quen. Không sao. Cả là có thân thật với bố mẹ mình cũng không được đi đâu, chỉ có ngồi nhà mình thôi. Có một bạn, mẹ của bạn ấy đi vệ sinh xong gửi bạn ấy ra đây. Xong tự nhiên có một chú đến, chú bắt bạn ấy phải đi, bảo là bạn của mẹ. Con kéo không cho chú bắt mà đi. Thấy người ta bị bắt cóc là phải giúp. Trước đây hình ảnh camera an ninh ghi lại hình ảnh hai đối tượng đi xe máy có ý định bắt cóc trẻ em đã từng gây hoang mang dư luận. May thay, đứa trẻ và người dân quanh đây đã kịp thời cảnh giác. Hai đối tượng vì vậy đã không đạt được mục đích của mình. Tại Nha Trang, Khánh Hòa, công an đã tạm giữ đối tượng Lê Thành Tâm, trú tại đường Nguyễn Bình Khiêm, phường Sông Huân, thành phố Nha Trang để củng cố hồ sơ tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi bắt cóc trẻ em. Còn tại Lào Cai, công an huyện Bắc Hà phối hợp với đồn biên phòng Bản Lầu, Mường Khương đã tổ chức giải cứu thành công một trẻ em nữ bị lừa bán sang Trung Quốc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã bàn nhau lừa cháu nhỏ sang Trung Quốc bán. Trẻ em là một trong cái đối tượng mà chúng ta thấy là nạn nhân ấy là yếu thế, bởi vì trẻ em cái cách mà xử lý tình huống trong những cái trường hợp như thế này thì rõ ràng là chúng ta thấy là bất lợi, cho nên là trẻ em luôn luôn là cái đối tượng mà các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội luôn nhắm vào. Vườn hoa, công viên, nơi có đông trẻ em vui chơi, nơi tưởng như an toàn lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị bắt cóc. Chỉ một phút lơ là của người lớn, kẻ xấu có thể tiếp cận, dùng vũ lực nhanh chóng bắt trẻ lên xe rồi dồ ga chạy thoát. Phát hiện, la hét, giật theo, nếu may mắn được cứu thoát, trẻ sẽ phải chịu cú sốc tâm lý khó có thể xóa mờ. Công viên, nơi mà có rất nhiều người qua lại và rõ ràng là cái địa điểm là công viên đây thì có rất nhiều đối tượng là trẻ em, thì đối tượng có thể dễ dàng được thực hiện cái hành vi phạm tội của mình. Trong hầu hết các vụ bắt cóc trẻ em, phần lớn các đối tượng không hề có ý định chiếm đoạt đứa bé mà chỉ muốn chiếm đoạt vật chất, tiền chuộc từ gia đình. Do đó, các đối tượng thường sử dụng thủ đoạn bao gồm thăm dò, nghiên cứu, tìm hiểu những gia đình có điều kiện về mặt kinh tế, có con nhỏ, nghiên cứu quy luật sinh hoạt của gia đình để tìm ra những sơ hở của người lớn trong việc quản lý trẻ nhỏ. Thông qua những tình huống được ghi hình thực tế, phao máy quay giấu kín, thậm chí là những tình huống được dàn dựng công phu của chúng tôi, chỉ với mục đích là cảnh báo những thủ đoạn tinh vi khiến trẻ và phụ huynh cảnh giác hơn với loại tội phạm nguy hiểm này và cho mọi người những kỹ năng cần thiết để ứng xử và tự vệ khi gặp tình huống hiểm nguy. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi những lời khuyên từ chuyên gia của chúng tôi.
chúng ta thấy nó xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Để cần có tiền, ví dụ như là các đối tượng nghiện ma túy cần có tiền để thỏa mãn cơn nghiện, rồi là các đối tượng có thể là ham mê cờ bạc, cá độ bóng đá, vân vân, để thỏa mãn cái mục đích có tiền, cho nên các đối tượng thực hiện cái hành vi phạm tội của mình. Chỉ được chơi trong nhà thôi nhá. Bố đi làm đây. Nắm được thời điểm sa nhãng của người lớn trong việc trông coi trẻ nhỏ, đối tượng sẽ thực hiện hành vi dụ dỗ, bắt cóc ngay cả khi đứa trẻ đang ở trong nhà. Dím ơi. Bố mẹ đâu? Bố mẹ con đi làm. À thế. Thế là kẹo. Ừ. Chú chó này. Này chú thì có thể ăn cái baby không? Chúng ta cần phải có cái sự quản lý con em mình. Như là chúng ta không dễ dàng để giao con em mình cho người lạ hoặc những người mới quen để quản lý. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải hướng dẫn và rèn luyện con em mình cái kỹ năng tự phòng vệ bản thân. Và khi mà không may mà chúng ta có con em trở thành nạn nhân của những vụ bắt cóc tống tiền hoặc là vấn đề lừa bán sang Trung Quốc, thì chúng ta cũng cần nhanh chóng báo với các cơ quan chức năng để có những cái biện pháp phòng chống kịp thời và tìm lại con em cho chúng ta. Để bảo vệ con em mình, các bậc phụ huynh và người thân trong gia đình cần lưu ý. Không để trẻ một mình mà không có người lớn giám sát. Dạy trẻ không nói chuyện hay nhận bất cứ đồ gì từ người lạ. Tuyệt đối không mở cửa cho người lạ vào nhà mà không có sự đồng ý của bố mẹ. Dạy trẻ cách đối phó để tự bảo vệ bản thân mình. Nếu bị người lạ tấn công, hãy kêu la thật to để tìm kiếm sự trợ giúp. Khi phát hiện những đối tượng lạ có biểu hiện nghi vấn, nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được trợ giúp. Trang bị những kỹ năng để xử lý tình huống là lựa chọn cần thiết và hiệu quả để bảo vệ con em mình. Xin cảm ơn quý vị, đoạn ghi hình thực tế này cũng đã khép lại chương trình Kỹ năng sống của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên like, share, đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.